Tôi đã gửi quà tặng cho Tứ nha, đây là một giỏ quà của Á Hậu Phương Anh. Trời ơi, Phương Anh là khách hàng mà Phương Anh là tặng Tứ ngại lắm luôn. Cảm ơn Á Hậu rất là nhiều. Chúc cho hai vợ chồng năm mới bạn sự như ý. Tuy nhiên là bây giờ mới có thời gian để đi bóc từng set qua đây. Cái này là của Phát nè. Còn cái này, cảm ơn anh diễn viên Đoàn Minh Tài. Tự nhiên anh nhận quà của anh cảm thấy vui, rất là vui. Cảm ơn anh Tài rất nhiều, chúc chân Tài người sức khỏe. Thầy ơi, còn cái này là của bạn Đức nè, Đức bên ca sĩ quân đội. Cảm ơn em rất là nhiều, chúc em nhiều show. Mặc dù là năm nay chúng ta không có cộng tác được nhiều, mà em vẫn tặng quà cho em, cảm ơn nhiều lắm. Quỳ ra đây cho ba đi. Rồi cái này là của ai đây ra? Sao cái thư gì nữa? Cái phần quà thật sự là giống như là mọi người biết là mấy ngày Tết á, mọi người thì mọi người cứ để đưa quà vô, mình cũng không biết là của ai. Ý là kiểu mấy bạn nhận dùm mà cũng logo quá nên cũng hơi thất chấp, không có làm. Cảm ơn mọi người, cũng chưa kịp nhắn tin người nào luôn á, thật sự là không biết nói sao luôn. Ủa, cái giỏ đó của ai ta? Chết xin dần dần mình chết họ hay gì bảo này quay vậy? Không có để tên cho nó qua đâu. Để cái này qua nha chị. Cái giỏ phải nha. Xin chết rồi, cái này qua ta. Cảm ơn thương hiệu áo cưới Hạnh Phúc rất là nhiều. Cảm ơn rất nhiều luôn. Cái này của Hạnh Phúc nè. À, anh nhớ hình như cái này của Hương Cho Liên Lê á. Cái này của áo cưới nè. Cái này là của ai ta? À, cảm ơn Yến bên kem 14. Đây là của Yến nè. Yến bên kem 14 gửi tặng Tứ. Cảm ơn Yến rất là nhiều luôn. Ở Hà Nội mà em vẫn gọi là gửi quà tặng cho anh. Rồi, cái này của bên Lâm Sao. Lâm Sao là bên Múa. Cảm ơn em rất nhiều, như Lâm Sao đang ở Dubai. Cái này cô Hồng mới nghe vậy. Cô Hồng là như thế. Cô Hồng. Hồng, nhà mình nói Hồng với lại Diễm với lại Hiếu. Ý, cái gì con là Ý là cái gì? À, cái này của Thảo. Cảm ơn Thảo rất là nhiều luôn, mấy bạn cũ. Nhân viên cũ. Tự nhiên năm nay sao các bạn còn ăn vào quá vậy? Ủa, vậy là cái giỏ nó qua ta hay cái giỏ như thế nào đây? Có thương không? Chiếc che cái tên là quan trai là không để tên gì, không biết thương, biết cảm ơn luôn. Rồi sao hai vợ giống nhau vậy? À, đừng nói là cặp nha, vậy là cái này là một cặp nè. Nếu như vậy là cái gì cơ liêu liêu cặp hả? Là cái này chắc có lâu quá một cặp á. Còn cái này là của ai? À, cái này đứt rồi, quên rồi. À, trời ơi, cảm ơn chị Hoa Nó ở chợ đầu mối nha. Chị là khách hàng của em và chị tặng em muối nè, rồi tặng em rau củ quả nè. Trong này có 4 hộp của chị đầy cho anh. Chị gửi. Còn ai nữa ta? Qua. Vân Anh. Cái này của Vân Anh. Vân Anh bên Havico ở đâu rồi? Vân Anh với Diễm Thúy ở tủ lạnh rồi không? Vân Anh với Diễm Thúy. Quay xuống đây đi, quay xuống. Đây này, con lấy này cái. Ủa, của Vân Anh đâu? Ở tủ lạnh đây. Để cái đem về đầu tiên rồi. Cái này của bên Diễm Thúy. Cái này Vân Anh là của Diễm Thúy rồi. Rồi qua đây, qua đây. Cảm ơn. Cái này của mình mua, không có miếu. Còn này cảm ơn Duy. Với lại là mấy cô chú ở dưới Tiền Giang. Ngay chỗ nhà của Duy. Thật sự là rất là ngại. Năm nào mà cũng biếu mình, tình nghĩa là biếu những trái ớt của nhà chồng nữa. Trời ơi, thì đó, ở dưới quê là chân. Rất là chân quý, cảm ơn cô chú rất nhiều đứa con. Ớt nè, chú sữa nè, những trái là đẹp nhất là điều biếu ớt hết trơn. Ngại lắm luôn ở đây. Làm sao mà chân chưa hết trong khi là. Ba ơi, chỗ là cảm ơn luôn rồi nha. Cũng bán một cái đi. Ôi ba ơi. Mấy một cái là hồi bé ơi, vô giỏi quá rồi. Thì những loại trái quay, trái cây đẹp nhất để mình kinh thì cũng biết tới hết rồi. Thật sự là cảm ơn mọi người rất là nhiều về cái tình cảm này. Thật sự là nhàn không hết mà cũng chia sẻ thật lòng luôn á. Hai vợ chồng, hai đứa con với đem bên mình hỗ trợ anh bé nhà để không. Ông bà về quê rồi, không có ai đi hết. Là chỉ có 4-5 người thôi. Cái đống trái cây này ăn cũng hết, bánh kẹo này ăn cũng không hết. Rồi tụi mình thì chắc là không ăn Tết ở Việt Nam. Đi có ẩm hai đứa nhỏ đi Singapore chơi. Đi luôn mấy ngày bên đó rồi. Cho nên cũng không có xài hết bánh kẹo, bánh trái này. Nhưng mà cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã nhớ đến Tứ. À, còn cảm ơn thêm một số anh chị bên đối tác mà cung cấp cho Tứ danh tổng. Nói chung là mấy anh chị thì do đợt đầu gửi quà em không có lưu lại được nên không có gửi lời cảm ơn được. Nhưng mà bên công ty thì là quà của đối tác, thưa đối tác thì bỏ qua đi thôi. Còn đây là những người bạn bè chân quý, những người mà lẽ ra mình phải dành thời gian đi biếu mà người ta lại biếu mình thì rất là ngại. Còn đối tác thì phải biếu rồi, cho nên thôi mình không nhắc tới. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, đối tác cũng nhận em nha. Đó, không biết nói sao, nói chung là một cái clip mà
đã nói là vlog mà thì tất cả mọi thứ đều chia sẻ. Sao vậy? Cảm ơn mọi người rất là nhiều, hy vọng mọi người sẽ luôn đồng hành cùng với cha con Lùi. Lùi ơi, con bye bye đi. Lùi. Bye bye đi. Cái bộ ghế em bữa sơn là thấy ghê mọi người. Chưa sơn xong. Tết tới nơi chưa sơn xong nữa. Bye bye, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.